Chưa, bài tập số 2.29. PT 2.29. Ok. Cho mạch điện RLC nối tiếp hình 2.11. Điện áp đặt vào mạch là U100 căn 2 sin 100T. Thông số điện trở R, R là bằng 15 ohm này. Các đồng hồ đo là lý tưởng. ZV là bằng vô cùng. Số chỉ của UV1, UV1 bằng UR. Tóm lại chúng ta có UR bằng 45V này, UN bằng 60V. Rồi yêu cầu ta tính cái gì đây? Thứ nhất là chúng ta có cái gì ta viết luôn nhá. Ở đây là R là bằng gì? R là bằng 15 ohm này. Đó. Mà ta có UR là bằng gì? 45V. Chưa? UN bài toán cho là bằng 60V. Rồi. U trong mạch chúng ta là bằng 100 căn 2 sin 100T. Và từ đây thì ta suy ra là U giá trị hữu dụng của nó là bằng 100V. Đó. Chưa? Ok. Được cái này rồi. Thế bây giờ thứ nhất thì chúng ta thấy là ở đây từ hai thông số là R và UR thì ta sẽ tính được cái thằng giá trị hữu dụng của dòng điện I. Đấy. Giá trị hữu dụng của dòng điện I này. Vậy này tóm lại là ta sẽ có đây, ta có luôn. I chính là bằng gì? Bằng UR chia cho R. Đó. Thì ta sẽ được là UR là bằng bao nhiêu? UR là bằng 45. Chia cho 15. Bằng 3 ampere. Rồi, xong được thằng Y rồi. Thế có thằng Y rồi mà lại có thằng gì? UN đây. Thì ta lại xác định được thằng XL. Tiếp tục ta có XL luôn. Thì bằng UN chia cho Y. Đúng không? Đấy, UN thì bằng 60. Chia cho Y là chia cho 3. Là bằng 20. 20 ohm. Đó. Và có XL thì ta sẽ xác định được luôn L. Và từ đấy suy ra L thì là bằng gì? XL thì bằng omega L, do đó thì bằng XL chia cho omega. XL bằng 20. Omega đây, đây là omega này, đây. Đó, omega 100. 20 100 là 0,2 Henry. Ok, xác định xong L nha. Xong cái L rồi. Bây giờ tính C thôi. Muốn tính C thì chúng ta phải tính được XC. Đó. Muốn có XC thì chúng ta cần phải gì? Cần phải có Z. Vậy thì Y ta có rồi. U toàn mạch có rồi. Thì tính được Z của toàn mạch. Đó. Vậy thì ta có Z toàn mạch. Ta có Z. Thì bằng U chia cho Y. Đấy. U toàn mạch thì bài toán cho là bằng 100. Y toàn mạch đây. Đây thằng Y là nó chạy trên toàn mạch này. Thì chính là bằng cái người ta vừa tính là 93. Ồ, số khá là lẻ đúng không? Thôi cả đó đi. Đây là ohm. 100 phần 3. Đó. Lẻ quá nhỉ? Đúng không nhỉ? Hay là tính sai nhỉ? 45 chia cho 15 là bằng 3 đúng rồi. 35 là rồi. Chọn rồi. Sao số này lẻ thế nhỉ? Kiểu cho số. Chỗ này là mình không thích rồi. Nói tóm lại như thế. Chỗ này nó đang cần muốn nó đẹp mà nó lại Như Z kia em ấn máy tính toàn ra nó không ra kết quả cho bà, không biết bạn nó sai đây à. Rồi thử xem thử nhá. không, phải phải ghi lại máy tính nhìn ra này. Để xem nào. Ok. Rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? Z là bằng gì? Z là bằng căn bậc 2 của R bình cộng với XL trừ XC tất cả bình. Xem nó có cái gì là bất thường không. Đấy, tương đương với này. Bình phương lên là Z bình này. Z bình thì bằng R bình cộng với XL trừ XC cộng bình. Hay tương đương với XL trừ XC tất cả bình thì bằng Z bình trừ đi R bình. Rồi. Nếu khai căn ra thì nó có cộng trừ
như vậy là xl trừ xc bằng cộng trừ căn bậc 2 của z bình, trừ đi r bình, rồi thay số bằng cộng trừ căn bậc 2 của 100 bình phần 9 z, mà z bằng đúng không, z bằng 100 phần 3 rồi, trừ r bình, r là bằng 15 bình phương. Còn bao nhiêu đây? Bằng hay tương đương đi, rồi kệ là bằng được. Trừ bao nhiêu đây? Cộng trừ bao nhiêu? bao nhiêu, thử xem nào. Bấm này. 5 căn mấy? Xem nào. 530 tập 3. Số xấu thế à? 70. Xấu nhỉ? 76 này. 100 bình phương chia cho 9. Số xấu nhỉ? Trừ đi 15 phần bình phương. Rồi, xấu thế. Thì 30 này. Xấu xỉ 30 à? 30 này. 29,7 bao nhiêu đó? Vâng. Không, trừ 30 à? 29,76. Đấy, 30 thì nó hơi thôi được rồi, ok, cứ cho là 30 đi nha. Số liệu thì mang tính chất minh họa thôi, đúng không? Cứ tưởng tượng thế đi. Rồi, xấp xỉ đi, mình cứ tính xấp xỉ rồi. Cộng trừ 30. Ồ. Rồi, thế lúc này nó có XC. XC có hai trường hợp, XC lấy dấu dấu cộng trước đi thì bằng xl trừ đi 30. Xl vừa rồi tính bằng bao nhiêu nhỉ? Xl bao nhiêu? Xl 20 thì âm, đúng không? Bằng mình cứ viết đi, xl trừ đi 30 thì tính bằng trừ 10 là loại không âm được. Còn xc thì nếu mình lấy dấu âm thì bằng xl cộng với 30 thì bằng vừa rồi nó bằng 20 cộng 30 50 đúng không? 20 đúng rồi. 50. Đây thỏa mãn. Ok, đó. Lấy thế thì xấp xỉ thế cho nó đẹp, đúng không? Rồi. 50 với XC bằng 50. XC 50 thì từ đấy ta sẽ suy ra được là gì? C sẽ bằng 1 chia cho omega xc, và bằng 1 chia cho omega hàng trăm nhân xc là 50. Bấm máy thì ta sẽ được bằng bao nhiêu? Đây. 1. Bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 4 à? 2 nhân 10 mũ trừ 4 ba ra. Ok. Đấy. Đấy, tóm lại là như vậy. 2 nhân 10 mũ trừ 4 pha ra. Ta tìm xong C rồi. Đây là khá là dài đúng không nhỉ? Cái bài này thế là dài quá. Rồi. Xong C rồi, thế bây giờ viết biểu thức của dòng điện Y thôi. Thế bây giờ người ta muốn có Y, đây có Y hiệu dụng rồi. Chúng ta cần phải xác định cái gì? Ở đây có Y hiệu dụng là bằng 3 rồi, ta cần phải tính C. C phải tính phi. Vậy ta có tang phi này. Tiếp tục ta có tang phi, ta có đây. Tang phi thì bằng XL chữ xc chia cho r, xl bằng 20, xc là bằng 50 đúng không? 50 chia cho r 15 là 2 mà trừ trừ 2 đúng không? Trừ 30 đúng không? Trừ 15 trừ 2. Từ đây suy ra phi bằng xấp xỉ bao nhiêu? Tốc độ
Xip tang thôi. Đây để đang là radian, mình chuyển độ đi. Xip 1 2 1. Đó. Xip tang trừ 2. Trừ 63,43 độ. Trừ 63,43 độ. Rồi. Đó. Ok. Đến đây thì ta có CU là bằng 0 rồi, vì vậy từ đấy ta sẽ ra ta có là phi bằng CU trừ C, ta suy ra được là C thì bằng U trừ phi. CU bằng 0 trừ trừ thành cộng 63,43 độ hay bằng 63,43 độ. Ok, từ đây ta có luôn biểu thức y viên luôn nha, cho nó dễ nha, làm quá nhiều rồi. Bằng 3 căn 2 sin của 100 t cộng với 63,43 độ. Ok, ampere, đây là dòng điện y. Rồi bây giờ chúng ta tính điện áp trên R, L và C thôi. Rất là dễ. UR. UR bài toán cho rồi, đúng không? 45 à, vôn. Đấy, suy ra UR này chính là bằng 45 căn 2 sin 100T cộng luôn với 63,43 độ. Đó. Vôn. Tiếp tục UL. UL bài toán cho bằng 60 rồi. Nên suy ra UL bằng 60 căn 2 sin 100 t cộng với 63,43 độ. Rồi vượt trước một góc 9 độ, tức là cộng với 90 độ đây. Bằng 60 căn 2 sin 100 t. Hai này cộng vào thì là 153. 153,43 độ. Ok. Tiếp tục. UC. UC thì bằng Y nhân với XC. XC bao nhiêu nhỉ? XC như bằng 50, đúng rồi. 50 nhân 3, 35 15, 150 vôn. Từ đấy suy ra UC chính là 150 căn 2 sin 100T cộng với 63,43 độ trừ đi 90 độ. Đó, bằng 60 căn 2 sin 100T. Rồi, chỗ này thì bấm máy cả nhanh. Đấy, cộng với 100 à, cộng với 90 đi. À, trừ thì chúng ta sẽ thành trừ 26,56 độ. Trừ 26. Đúng không? 57 độ, đây là 43 thì 57. Đúng không? 57. 7 độ vôn. Ok. Thế thôi, rất đơn giản, đúng không nhỉ? Quá là dễ dàng. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong bài 2.29. Ok, cảm ơn các bạn. Chỗ này thầy ghi sai này, chính xác là 150. Nguy hiểm quá, 150. Đấy, sao tự nhiên từ đây đến đây lại thành 60 ý? Nguy hiểm thật. Sự là nguy hiểm. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em.